chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Qua đợt kiểm tra giám sát của Ban Pháp Chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ bản các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã chấp hành tốt Bộ Luật Lao động năm 2012. Ban Pháp Chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã triển khai giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại 10 doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Những vấn đề vướng mắc hạn chế trước đây đã từng bước được khắc phục. Quyền lợi của người lao động ngày càng được đảm bảo, đời sống ngày một được nâng lên. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, có khoảng 1.700 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, với khoảng gần 59.000 lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp dân doanh. Việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và sử dụng lao động cơ bản đảm bảo theo quy định của Bộ Luật Lao động. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cũng đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với nội dung đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Trong đó đã quy định rõ về việc làm và đảm bảo việc làm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, v.v. Bên cạnh kết quả đạt được, qua giám sát, Ban Pháp Chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng phát hiện không ít những tồn tại hạn chế ở các doanh nghiệp. Trong đó có nguyên nhân đến từ bất cập trong cách làm việc của một số cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành tỉnh đoàn về tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ 13 nhiệm kỳ 2012-2017, trong quý I và tháng 4 năm 2017, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức xong các đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019. Đoàn khối các cơ quan tỉnh có 49 tổ chức đoàn trực thuộc, trong đó có 15 đoàn cơ sở và 34 chi đoàn với trên 4.000 đoàn viên thanh niên đang công tác, học tập tại các sở, ban ngành và các trường trực thuộc tỉnh. Giữa tháng 4 này, các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối đã hoàn thành công tác đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ. Nhìn chung, các đại hội đều được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, điều lệ đoàn và hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh đoàn. Các đại hội đã thống nhất bầu ra 297 đồng chí ủy viên Ban chấp hành đoàn cấp cơ sở, 49 đồng chí bí thư và 63 đồng chí phó bí thư, 140 đại biểu chính thức đi dự đại hội đoàn khối. Trong quá trình tổ chức, có 23 cơ sở đoàn tiến hành bầu trực tiếp bí thư đoàn tại đại hội, chiếm 47% tổng số đơn vị trực thuộc. 100% bí thư cơ sở đoàn bầu trực tiếp tại đại hội đều đạt số phiếu bầu với kết quả cao. Bệnh viện Đa khoa huyện Simacai vừa tổ chức trao một số vật dụng cho hai thôn Hô Sáu Trải và Cầu Phìn Trải, xã Thảo Chư Phìn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân viên chức của bệnh viện quyên góp ủng hộ, giúp cho nhân dân xã Thảo Chư Phìn xây dựng nông thôn mới. Số vật dụng hỗ trợ bao gồm 210 cột cờ bằng thép không rỉ và 210 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình thuộc hai thôn trong xã Thảo Chư Phìn, tặng 2 cột cờ loại lớn cho 2 nhà văn hóa của hai thôn, 2 xe cải tiến. Ngoài ra, bệnh viện còn tặng hai thôn 7 thùng đựng rác bằng nhựa và 2 thùng chứa rác lớn, được các đoàn viên thanh niên chi đoàn bệnh viện tự chế bằng thân cây móc. Đây là loại thùng có thể chứa được 1 đến 2 mét khối rác thải với ưu điểm chịu được thời tiết khắc nghiệt nên có thời gian sử dụng lâu dài, không thấm nước, rất nhẹ, dễ vận chuyển. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa huyện Simacai nhằm chung tay giúp sức cùng bà con nhân dân các thôn trong xã Thảo Chư Phìn đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển trồng trọt gắn với chuỗi giá trị đang được ngành nông nghiệp Lào Cai đặc biệt quan tâm. Với lợi thế của từng tiểu vùng khí hậu, đất đai đã góp phần tạo cho những sản phẩm của ngành trồng trọt Lào Cai mang giá trị riêng có. Cây lương thực, rau, hoa, cây ăn quả ôn đới, chè và cây dược liệu là 6 ngành hàng trong lĩnh vực trồng trọt đang được Lào Cai ưu tiên đầu tư phát triển. Hiện ngành trồng trọt đóng góp đến 57% trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh. Trong những năm qua, ngành trồng trọt đã đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, nâng cao giá trị sản xuất bình quân mỗi hectare đất canh tác và góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, việc tăng trưởng vẫn còn theo chiều rộng, hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp, quy mô sản xuất nhỏ, manh mún. Vì vậy, xây dựng cơ chế để tích tụ ruộng đất, doanh nghiệp cùng hợp tác với nông dân để trồng trọt là giải pháp hiệu quả nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm lớn cho giá trị kinh tế cao. một trong những cái mục tiêu lớn, mục tiêu chính mà trọng tâm của tái cơ cấu chính là nâng cao hiệu quả kinh tế, chứ không phải là chúng ta chỉ có sự chuyển dịch về cơ cấu cây trồng. Và để nâng cao được hiệu quả kinh tế thì rõ ràng là chúng ta phải hình thành được cái chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, giữa người nông dân với người nông dân, thậm chí là liên kết giữa các người nông dân với nhau để chúng ta vừa là tổ chức sản xuất lại để nâng cao cái hiệu quả kinh tế, nhất là giảm cái chi phí cá biệt. Người nông dân chúng ta không chỉ được đào tạo về năng lực mà còn phải được thay đổi về mặt tư duy, nhận thức trong tổ chức sản xuất để phù hợp với cái yêu cầu trong giai đoạn mới, phù hợp với cái việc là đáp ứng cho tổ chức cái liên kết sản xuất. Nếu không thì người nông dân vẫn cứ giữ cái thói quen manh mún, nhỏ lẻ và không thay đổi được nhận thức để hợp tác với nhau thì rất là khó. Lào Cai có điều kiện về đất đai, vì vậy đối tượng cây trồng và quy mô của các loại cây trồng cần được xác định rõ để hạn chế đến mức thấp nhất sự cạnh tranh. Ví dụ như phát triển cây ăn quả ôn đới, cần thấy rõ sự cạnh tranh giữa các vùng sản xuất của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trồng rau vụ đông cần có khung thời vụ hợp lý, chủng loại thích hợp để tránh được sự cạnh tranh của các tỉnh miền xuôi. Vì vậy, cần hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân và giữa các nông dân với nhau để tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị và sản lượng cây trồng để giảm chi phí không đáng có. Vấn đề quan trọng ở đây là cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút sự tham gia của doanh nghiệp cùng với nông dân tạo nên các chuỗi liên kết. Ban đầu chúng tôi sẽ cố gắng là dành cái phần đất 5% một xã do các xã quản lý để tập trung vào xây dựng mô hình và giao cho một cái đầu mối, có thể là một xã thành lập một hợp tác xã gồm các hộ dân đấy, nhưng phải có một cái đầu mối để đứng ra, hoặc có thể giao cho trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện, hoặc là giao cho một doanh nghiệp của huyện đứng ra để làm đầu mối. Cái này đấy là về mặt đất đai. Thứ hai là về giải phóng mặt bằng và hỗ trợ doanh nghiệp trong cái điều kiện mà huyện có thể. Chúng tôi trách nhiệm giải phóng mặt bằng của địa phương để thực hiện dự án. Cái thứ ba là dự kiến là chúng tôi cũng đang đề xuất và có thể là sẽ trình ra Hội đồng dân huyện trong cái kỳ họp tháng 6 này một cái hỗ trợ 50%, có thể là lãi suất vay, có thể là hỗ trợ phần giống cho năm đầu. Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo ra các chuỗi liên kết dưới sự tài trợ của tổ chức FAO tại Việt Nam, Cục Trồng Trọt, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã phối hợp xây dựng đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt gắn với phát triển chuỗi giá trị một số ngành hàng chủ lực của Lào Cai. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Lào Cai phấn đấu đạt giá trị sản xuất tiểu ngành trồng trọt chiếm 60% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất bình quân mỗi hecta đất canh tác đạt trên 80 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân mỗi hecta canh tác ứng dụng công nghệ cao đạt trên 260 triệu đồng. Tổ chức FAO sẽ hỗ trợ để các bạn xây dựng chuỗi giá trị. Lào Cai có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành hàng. Vấn đề quan trọng là phải có quỹ đất đủ lớn để xây dựng các chuỗi giá trị. Cơ chế chính sách cũng cần có sự điều chỉnh để thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Liên kết trong tiêu thụ nông sản sẽ góp phần tạo ra lượng nông sản lớn, chất lượng tốt, giúp nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị canh tác. Hiện việc tích tụ ruộng đất đang được một số địa phương triển khai nhằm tạo ra diện tích đủ lớn. Cùng với chính sách của tỉnh thì mỗi địa phương cũng cần có những cơ chế riêng, đặc thù để khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Chuyển sang các nội dung khác. Nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh trong các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Lào Cai, giúp các em phát huy khả năng, tăng cường sức khỏe, đoàn kết. Vừa qua, thành phố Lào Cai đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nhi đồng Quốc Kim Đồng mở rộng lần thứ nhất. Giải có 8 đội tuyển tham gia đến từ các trường tiểu học Kim Đồng, Duyên Hải, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Tám, Lê Ngọc Hân và trường tiểu học Bình Minh. Giải sẽ tổ chức theo thể thức luật bóng đá 7 người, được chia làm 2 bảng đấu vòng tròn tính điểm để chọn 2 đội nhất, nhì của bảng vào thi đấu bán kết. Thời gian của giải sẽ diễn ra trong 4 ngày, tổ chức thi đấu vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần, từ ngày 22-23 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 và kết thúc vào ngày 7 tháng 5. Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển tiểu học Kim Đồng và đội tiểu học Vạn Hòa, đã thu hút rất đông các cổ động viên của các trường đến xem và cổ vũ. Đây là dịp để thành phố lựa chọn đội tuyển bóng đá nhi đồng tham gia các giải do các cấp tổ chức. nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong cán bộ giáo viên, nhất là trong các em học sinh, với sự hỗ trợ của Thành đoàn Lào Cai. Từ năm học 2014-2015, Thư viện Xanh của Trường Trung học Cơ sở xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đã chính thức ra đời. Từ đó đến nay, đây luôn là địa điểm lý tưởng để cô và trò nhà trường cùng thỏa niềm đam mê đọc sách. Tại Trường Trung học Cơ sở xã Cam Đường, điều dễ nhận thấy là Thư viện Xanh luôn thu hút rất đông các em học sinh. Thư viện là các chòi đọc sách được lập lá cọ và trang trí đẹp mắt bằng những giỏ cây xanh, những giỏ hoa và được đặt dưới những gốc cây xanh tỏa bóng mát trong khuôn viên nhà trường. Thư viện Xanh của nhà trường hiện có hơn 600 đầu sách, được phân theo các chủng loại rất khoa học, giúp các em học sinh dễ dàng tìm kiếm và tiếp nhận tri thức, như sách tham khảo, báo, tạp chí, sách giáo khoa, truyện đọc và một số loại sách khác. Sau mỗi giờ ra chơi, ngoài việc vui chơi, nô đùa, thì nhiều em lại chọn cho mình cách thư giãn bằng việc ra Thư viện Xanh để tìm đọc những cuốn sách, cuốn truyện theo sở thích. Thư viện với không gian mở giúp các em học sinh cảm thấy vô cùng thoải mái, hứng thú khi tiếp xúc với kho tàng tri thức của nhân loại. Trong nhà trường đã tổ chức nhiều các hoạt động và em cũng tham gia rất nhiều các hoạt động. Và đặc biệt trong ngày hôm nay em còn được tham gia ngày hội đọc sách. Ngày hội đọc sách này chúng em cảm thấy rất thoải mái tinh thần sau những giờ học mà căng thẳng. Chúng em còn được đọc những cuốn sách rất bổ ích, trong đó có Tấm Gương Hiếu Học, Người Tốt Việc Tốt và về những bài học khoa học tự nhiên, khoa học xã hội mà trước đây chúng em chưa từng hay biết. Em thường đọc sách sau những giờ học rảnh rỗi. Ngày hội đọc sách này thì em được tiếp cận một số cuốn sách hay, ví dụ như về khoa học tự nhiên, về nhân văn và con người. Cùng với việc đầu tư thường xuyên đổi mới không gian Thư viện Xanh bằng cách thay trang trí bày sách hàng tháng, nhà trường còn thường xuyên bổ sung thêm các đầu sách mới thông qua việc vận động các bậc phụ huynh, các em học sinh và chính cán bộ giáo viên ủng hộ sách, báo, truyện cho thư viện. Cùng với đó, hàng năm vào Ngày sách Việt Nam, nhà trường thường tổ chức ngày hội đọc sách nhằm khơi dậy niềm đam mê, cổ vũ phong trào đọc sách, thu hút các em học sinh đến với Thư viện Xanh của nhà trường. Qua cái Thư viện Xanh của nhà trường thì các em đã được đọc những cuốn sách rất là hay, rất bổ ích, rất có ý nghĩa. Và tôi cảm nhận được rằng là sau khi các em đọc những cuốn sách đó thì các em đều rất là thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Mỗi lớp học đều có một cái góc thư viện. Tại cái góc này thì các cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh trực tiếp xuống thư viện của nhà trường mượn và để tại đó. Sau mỗi giờ ra chơi được nghỉ 5 phút thì để cho các em đỡ căng thẳng thì các em thường đến thư viện sách này tìm hiểu những cuốn sách hay, những câu chuyện bổ ích, và trong những cái cuốn câu chuyện đó thì các em đều thấy được là những điều rất là lý thú và những điều bổ ích để các em có thể vận dụng vào kiến thức bằng cuộc sống hàng ngày, cũng như là các kiến thức mà các em được tìm hiểu. Trong khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhiều học sinh ngại đọc sách báo thì mô hình Thư viện Xanh của Trường Trung học Cơ sở Cam Đường đã góp phần tích cực khơi dậy phong trào đọc sách trong nhà trường. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.